Do anh đi xe độ tông mạnh vô con luôn nên là cấp cứu ở trọng á. Ủa mà xe độ là xe gì? Nhưng mà tại sao á, con là người yêu của nó, con đi chung với nó mà nó bị nặng như vậy mà con không bị sao hết vậy? Vậy là cô hại con tôi đúng không? Con với anh hết quen lâu rồi, con cũng không có hại ai hết á. Trước kia lúc còn quen nhau á, con có dặn ảnh là đừng có đi đổ xe vậy nữa. Bác coi, ảnh lưu trong điện thoại số con là em yêu, người ta gọi cho con lo cho ảnh nên con mới tới. Cô còn lo lắng cho nó như vậy á, mà tại sao hai đứa lại không quen nhau nữa? Tại vì suốt ngày ảnh cứ tụ tập với đám bạn đua xe của ảnh á, có chịu tu chí làm ăn đâu. Nói hoài mà anh không có chịu nghe gì hết. Cô y tá ơi, thằng Khoa con tôi nói sao rồi hả cô? Dạ rồi, cô bình tĩnh nha cô. Dạ cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Trần Trọng Khoa ạ? Bác sĩ, con tôi nói sao rồi? Dạ là do bệnh nhân á, bị va đập ở vùng đầu khá mạnh cho nên là đã dẫn đến tình trạng chấn thương sọ não. Và khi chụp CT scan á, thấy có máu tụ trong não cho nên là bây giờ tôi sẽ lên để phẫu thuật gấp. Người nhà mình. Cô ơi, cô. Bác ơi, dạ, bác ơi. Y tá, y tá. Cô